Xin chào quý vị. Chắc hẳn gần đây cụm từ Bitcoin quý vị đã được nghe và nhắc tới rất nhiều. Quả thực Bitcoin là cái tên được nhiều tổ chức báo chí và truyền thông nhắc tới liên tục vì giá trị của nó đã tăng cả triệu lần trong những năm qua. Và một Bitcoin có thể đổi được một chiếc xe hơi hạng sang tại Việt Nam. Vậy Bitcoin là gì? Bitcoin là một dạng tiền điện tử hay còn gọi là tiền mã hóa, được tạo ra bởi công nghệ blockchain và được ứng dụng trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Vậy Bitcoin ra đời như thế nào? Vào năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra do bong bóng bất động sản Mỹ, kéo theo là Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Hoa Kỳ, tuyên bố phá sản với khoản nợ 619 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới chao đảo, hàng loạt các hệ lụy như thất nghiệp, doanh nghiệp phá sản, sự hoài nghi về hệ thống ngân hàng truyền thống dấy lên từ đây. Vào thời điểm đó, tên miền bitcoin.org được đăng ký vào ngày 18 tháng 8 năm 2008. Ngày 31 tháng 10 năm 2008, white paper của Bitcoin được phát hành bởi Satoshi Nakamoto. Ngày 3 tháng 1 năm 2009, Genesis Block, khối đầu tiên của blockchain của Bitcoin ra đời. Lần đầu tiên đồng tiền không chịu được sự kiểm soát của chính phủ hay ngân hàng trung ương ra đời. Bitcoin hoạt động như thế nào? Bitcoin hoạt động dựa vào công nghệ blockchain. Công nghệ này giúp bạn giao dịch mà không phải thông qua bất kỳ một bên thứ ba nào. Blockchain cung cấp một cuốn sổ cái, tại đây chứa toàn bộ các giao dịch trên mạng lưới. Khi bạn thực hiện để một giao dịch, đầu tiên nó sẽ được xác thực bởi miner, có nghĩa là thợ đào. Thợ đào ở đây thực chất là một máy tính. So sánh ưu điểm của tiền điện tử và tiền giấy. Tiền giấy dễ làm giả, Bitcoin thì không thể. Tiền giấy phí giao dịch cao, còn Bitcoin thì rất rẻ. Tiền giấy số lượng giao dịch hạn chế, Bitcoin thì không giới hạn. Tiền giấy thời gian giao dịch lâu, phụ thuộc vào ngân hàng. Bitcoin thì giao dịch nhanh, không bị phụ thuộc vào bên thứ ba. Tiền giấy giới hạn bởi địa lý, còn Bitcoin thì không bị giới hạn. Tiền giấy vận chuyển và lưu trữ cồng kềnh, Bitcoin dễ dàng lưu trữ và vận chuyển. Tiền giấy số lượng vô hạn, lạm phát và mất giá. Bitcoin thì số lượng hữu hạn 21 triệu đồng, khan hiếm và tăng giá. Ưu điểm đó đã làm cho Bitcoin tăng giá cả triệu lần trong thời gian qua. Công nghệ blockchain tạo ra Bitcoin. Bitcoin được tạo ra bởi cuốn sổ cái phi tập trung với mã nguồn mở và được gọi là blockchain, block, khối chain, chuỗi công nghệ, khối chuỗi. Và có tổng là 13.440.000 khối block tất cả. Cứ 10 phút thì có một khối blockchain được sinh ra và khi sinh ra đủ 210.000 khối thì phần thưởng cho thợ đào sẽ giảm đi một nửa và đó là halving. Để tạo ra Bitcoin, người ta cần sử dụng các siêu máy tính cấu hình cao để giải các thuật toán phức tạp, điều đó gây ra vài vấn đề như tốn kém về mặt máy móc đầu tư ban đầu, tốn kém về chi phí quản lý và các nhà xưởng, nhà kho vận hàng, tiêu tốn điện năng, thải nhiều khí CO2 ra môi trường gây ô nhiễm, giá Bitcoin cao, cơ hội tăng trưởng không còn nhiều. Tròn đồng coin của tương lai và được ví như là Bitcoin xanh, mục đích để khắc phục những nhược điểm của Bitcoin. Công nghệ blockchain 3.0 với tốc độ xử lý nhanh hơn đạt 25.000 giao dịch trên một giây. Phí giao dịch rẻ gần như bằng không. Bảo mật và an toàn hơn, giá còn rẻ mới chỉ khoảng 0,15 đô một đồng tròn tiềm năng tăng giá cao. Khai thác bằng chứng cổ phần nên thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí cho thợ đào. Tròn sử dụng thuật toán đào Proof of Stake hay còn gọi là chứng cổ phần. Thay vì dùng các máy móc giải khối block như Bitcoin thì Tron cho phép các cộng đồng giữ cổ phần Tron được tham gia vào quá trình xác nhận các giao dịch mới để tạo ra các khối block mới. Thay vì quý vị phải bỏ tiền ra mua máy đào, tiền đầu tư nhà xưởng và quản lý bảo trì máy móc, đặc biệt là tiền điện hàng tháng thì quý vị chỉ cần đầu tư vào sàn Tron Stake là có thể tham gia vào quá trình khai thác Tron đồng coin tiềm năng với công nghệ và giá còn đang rẻ, cơ hội sinh lời cao. Tron Stake là tập đoàn tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, tên công ty là Stakeholder Consulting Limited. Địa chỉ 30 Floor 40 Bank Street, London, United Kingdom, E145NR. Thành lập ngày 15 tháng 5 năm 2017. Ví dụ quý vị đầu tư vào Tron Stake 10.000 đô la Mỹ, số tiền đó sẽ được quy đổi thành số lượng Tron tại thời điểm giá hiện tại và sau đó quý vị được sử dụng phần mềm khai thác Tron của Tron Stake. Tất nhiên, tài khoản sẽ do quý vị quản lý, theo dõi lợi nhuận khai thác hàng ngày và dưới sự quản lý của quý vị. Mỗi người sẽ được quản lý bằng một phần mềm và mật khẩu riêng. Mật khẩu sẽ tự động thay đổi trong 30 giây mà không ai biết được ngoài quý vị. Lợi nhuận khai thác được từ 29 tỷ đồng Tron còn lại sẽ được chia thành 3 phần như sau. 70% lợi nhuận khai thác sẽ được trả cho quý vị, 20% là quỹ phát triển cộng đồng, 10% là phần lợi nhuận của Tron Stake. Tùy vào số lượng Tron quý vị đầu tư khai thác khác nhau mà lợi nhuận trả về cũng khác nhau.
Ví dụ quý vị đầu tư 10.000 đô la thì giá tròn là 0,1 đô la trên một tròn, quý vị sẽ có 100.000 tròn và lợi nhuận khai thác của quý vị là 0,35% một ngày bằng 10,5% một tháng, kỳ hạn là 11 tháng. Vậy kỳ hạn quý vị thu về là xấp xỉ 200.000 tròn. Nếu tròn là 1 đô, quý vị sẽ có 200.000 đô và nếu tròn lên 10 đô, quý vị sẽ có 2 triệu đô la Mỹ. Hay nếu quý vị đầu tư 100.000 đô, giá tròn giả sử là 0,1 đô, thì quý vị sẽ có 1 triệu tròn với lợi nhuận khai thác là 0,6% một ngày, bằng với 18% một tháng với kỳ hạn là 7 tháng. Sau kỳ hạn cả lãi và gốc là hơn 2 triệu tròn. Tròn lên 1 đô, quý vị sẽ có hơn 2 triệu đô và lên 10 đô, quý vị sẽ có hơn 20 triệu đô. Nếu tính ra tiền Việt Nam, mỗi tháng lãi 18% nhân với 3 tháng bằng với 54%. Ví dụ tròn gấp 2 giá hiện tại thì quý vị đã thu đủ gốc đầu tư của mình. Nếu tăng gấp 3 thì lãi 50% và gấp 4 thì lãi 2 lần sau 3 tháng đầu tư. Lịch sử đã chứng minh 2 tháng qua tròn đã tăng 9 lần. Vậy chỉ sau 3 tháng quý vị sẽ có tối thiểu là hòa hoặc lãi gấp 2 đến 3 lần. Và quý vị muốn kiếm thêm tròn ngoài việc khai thác tròn thì quý vị có thể kiếm được từ việc phát triển cộng đồng cho Tronstake để nhận quỹ thưởng 20% từ quỹ phát triển cộng đồng của Tronstake. Khi quý vị hướng dẫn cho một người bạn biết cách thao tác để đầu tư, quý vị sẽ được sàn thưởng 8% trên số tròn đầu tư của người bạn quý vị đã hướng dẫn đó. Xin lưu ý đây không phải là tiền của bạn quý vị, mà số tiền thưởng này được lấy từ quỹ thưởng 20% của sàn và số tiền đầu tư của bạn quý vị vẫn còn đủ nguyên trên tài khoản của người đó. Có câu nói rủi ro biết nắm bắt đó là cơ hội không biết nắm bắt đó là rủi ro. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị may mắn và thành công.